cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và nguồn lực quan trọng cho cái sự nghiệp phát triển đất nước. Thế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì được tạo điều kiện cũng như là được khuyến khích để về nước kinh doanh đầu tư. Mình được gom góp mấy chục năm xa quê hương, kinh nghiệm ấy mình về truyền tải lại cho quê hương. Tại sao mình người Việt thì không chạy về mà đầu tư? Ta đoàn kết lại hướng về quê hương đất nước và chung tay xây dựng đất nước. Rất là nhiều các anh chị em kiều bào đã sẵn sàng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối ngoại và Hội nhập. Trong quá khứ và hiện tại, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt quê hương, đất nước, luôn là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Không chỉ có vậy, người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm luôn đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này càng thể hiện rõ nét hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Những chuyến bay quốc tế nhiều năm qua đã đưa hàng triệu lượt kiều bào về với quê hương. Trong số họ, không ít người là các doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định được vị trí của mình ở các nước sở tại. Rất nhiều những cái nhóm trí thức của người Việt, ví dụ như là Hội Khoa học của chuyên gia Việt Nam toàn cầu, nhóm sáng kiến Việt Nam tại Mỹ, rồi nhóm hành trình Việt ở Singapore và các cái nhóm khác ở các nước đã được thành lập thì đang ngày càng có những cái đóng góp hết sức là cụ thể. Một trong những điểm nổi bật trong công tác kiều bào từ Đại hội Đảng lần thứ 9 thông qua nghị quyết 36 và các chỉ thị tiếp theo đó là thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Những chuyến tàu đưa kiều bào ra thăm Trường Sa, những trại hè của thanh niên Việt kiều được tổ chức, đó chỉ là số ít trong rất nhiều các hoạt động cụ thể suốt nhiều năm qua để nối liền tình cảm giữa những người Việt Nam xa quê với Tổ quốc. Bà con thì rất quan tâm tới vấn đề chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và qua những cái chuyến thăm như vậy thì kiều bào hiểu hơn cái tình hình thực tế ở Trường Sa và khi trở về nước thì có những cái hoạt động hết sức là thiết thực cụ thể. Ví dụ như là ở rất nhiều nước thì đã thành lập các cái câu lạc bộ Trường Sa như ở Đức, ở Ba Lan, ở Hàn Quốc, ở Pháp và các cái địa bàn khác. Và các cái câu lạc bộ này thì hoạt động rất là tích cực, trước hết là gắn kết các cái thành viên đã ra Trường Sa nhưng mà đồng thời cũng góp phần tích cực vào cái việc tuyên truyền, khẳng định cái chủ quyền của chúng ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong tháng 8 vừa qua, liên tiếp có các buổi tọa đàm trực tuyến với nội dung chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch vaccine Make in Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có chuyên môn, kinh nghiệm đối với các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, thử nghiệm, quy trình, thủ tục cấp vaccine đã có những đóng góp quý báu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong nước. Không chỉ đóng góp trí tuệ, thời gian qua, kiều bào ta quyên góp hơn 50 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế, ủng hộ cho quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch ở trong nước. Trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành và người dân trong nước, những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài một lần nữa cho thấy tinh thần yêu quê hương luôn hướng về Tổ quốc là luôn thường trực trong mỗi người, dù họ đang sinh sống, lao động, học tập ở bất kỳ nơi đâu. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi kết nối với Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài để có thể hiểu hơn về những đóng góp của bà con ta trong thời gian qua. Vâng, lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Xin Thứ trưởng có thể cho biết thêm về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Như chúng ta đã biết thì hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam đang chịu một cái tác động rất là sâu sắc của cái đại dịch COVID, đặc biệt là lần thứ tư với cái biến thể Delta, với cái mức tác động rất là ghê gớm, thì Việt Nam ta cũng nằm trong cái bối cảnh đó, thì hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam nước ngoài thì cũng đã kêu gọi bà con trong tất cả những khả năng của mình đều hướng về quê hương đất nước, đồng hành với quê hương đất nước để cùng chung tay để vượt qua cái lúc khó khăn này.
đồng bào ta thì ở khắp nơi trên thế giới, mặc dù cũng bản thân cũng bị tác động rất là nặng nề bởi dịch Covid, cũng đã hết sức cố gắng cùng đồng hành với đất nước, cùng đóng góp bằng cái nguồn nhân lực, vật lực và trí lực để đồng hành, để đóng góp cho quê hương đất nước để vượt qua cái giai đoạn khó khăn, đặc biệt tác động của đợt Covid-19. Thế thì có thể nói là cho đến nay thì qua xét về mặt vật lực mà nói thì qua cái thống kê sơ bộ của chúng tôi thì hiện nay thì bà con cũng đã đóng góp cho cái quỹ phòng chống Covid đã lên đến 35 tỷ đồng. Cho quỹ vaccine và phòng chống Covid thì cũng đã lên đến 13,8 tỷ tính từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Có thể nói là đây tuy là một con số không lớn nhưng mà nó cũng đã thể hiện một cái tấm lòng rất là lớn lao của bà con đối với cả quê hương đất nước. Đặc biệt là có một số kiều bào đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam thì cũng đã đóng góp rất là thiết thực. Tôi lấy thí dụ như là ông doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc thì cũng đã cho chính quyền địa phương sử dụng cái trường học của mình để làm khu vực cách ly. Tương tự như vậy thì ông Nguyễn Ngọc Mỹ cũng là doanh nhân ở Vũng Tàu cũng đã có một cái cử chỉ tương tự. Và cái lúc như thế này thì cũng rất là đáng quý. Bà con Việt Kiều cũng đóng góp cả về mặt trí lực. Trong hơn lúc nào hết thì đất nước cũng không chỉ cần một cái nguồn vật chất mà chúng tôi cũng cần cả sự hỗ trợ đóng góp cả về mặt trí lực. Đáng kể về tiêu biểu nhất thì cho đến nay là bác giáo sư tiến sĩ Hồ Nhân thì cũng đang nghiên cứu rất là khả quan về cái vaccine Nanocovax thì hiện nay cũng đang trong giai đoạn mà thử nghiệm lâm sàng, thì cũng hiện nay cũng đang rất là kết quả rất là khả quan. Ngoài ra thì còn có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phúc cũng là Việt Kiều ở Nhật, cũng đã trong thời gian vừa qua thì cũng đã gửi về hơn 2.000 cái máy thở. Đặc biệt là cũng có rất nhiều những cái sáng kiến, những cái về mặt công nghệ để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Ngoài ra thì cái hội doanh nhân trí thức Việt Kiều toàn cầu, kiều bào toàn cầu cũng đã thường xuyên tổ chức những cái cuộc tọa đàm để đưa ra những cái lời tư vấn, những cái hiến kế rất là sắc đáng cho từng cái địa phương, khu vực. Thì có thể nói là ngoài ra thì chúng tôi cũng vô cùng xúc động là thậm chí là một số những cái kiều bào bác sĩ cũng đã sẵn sàng là tham gia vào tuyến đầu, trở về quê hương để tham gia tuyến đầu để phòng chống dịch. Thì có thể nói là cho đến nay thì bà con ta với tất cả những cái tấm lòng của mình, với tất cả những khả năng của mình, của đều hướng về quê hương đất nước, của hướng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, không biết là Thứ trưởng có mong muốn gửi lời tri ân hay là gửi gắm tới bà con kiều bào ta? Thì thay mặt cho Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam nước ngoài, thì nhân dịp này chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn cũng như là tri ân sâu sắc nhất đến những cái tấm lòng của những kiều bào, và cũng sẽ rất là mong muốn thời gian tới cũng sẽ nhận được sự đóng góp của bà con trong thời gian tới. Có thể nói là cái cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 này thì cho đến nay thì cũng mặc dù là cũng có cái kết quả bước đầu, thế nhưng mà có thể nói là cuộc chiến vẫn còn rất là cam go. Đất nước ta cũng một lần nữa trải qua những cái cuộc chiến hết sức là khó khăn. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi bà con cũng tiếp tục có những cái đóng góp về mặt như tôi vừa nói là vật lực, trí lực và nhân lực để đóng góp cho quê hương đất nước. Đặc biệt là trong thời gian tới thì hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh rất mạnh về cái chiến lược về ngoại giao vaccine, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là bà con cũng bằng cái khả năng của mình, bằng những cái điều kiện cũng như là cái vị trí, cái vị thế của mình ở sở tại có thể đóng góp thêm cho quê hương đất nước về cái chiến lược về ngoại giao vaccine, về các cái vật dụng y tế, về các cái thuốc chữa. Đặc biệt là chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả những cái ý kiến đóng góp của bà con để làm sao cho đất nước chúng ta cũng sau đại dịch Covid thì cũng vừa phòng chống dịch nhưng mà cũng vừa phát triển kinh tế, thì
trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục mong được sự đóng góp của bà con. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng. Thưa quý vị, trong tình hình mới, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng cần được coi trọng. Yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược này đặt ra những nhiệm vụ mới, toàn diện hơn cho công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới. Ghi nhận những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng trong tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là một trụ cột trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Việc Bộ Chính trị ban hành kết luận này có ý nghĩa quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành kết luận này có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thứ hai, góp phần thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13, nghị quyết 36 và chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Thứ ba là tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Để tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn nghị quyết 36 và chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết luận 12 của Bộ Chính trị cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Để tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa nghị quyết 36 và chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết luận 12 của Bộ Chính trị đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp sau đây. Một là tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai là triển khai biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là những địa bàn còn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hòa nhập vào thuận lợi và xã hội sở tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Ba là khuyến khích và tạo điều kiện hơn nữa để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bốn là tăng cường hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài học và giữ gìn tiếng Việt. Năm là đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại để kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sáu là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp theo chương trình, như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập tuần này. Liên minh Bưu chính Thế giới UPU được ra đời từ rất sớm, năm 1847, là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới và tồn tại cho đến ngày nay. Đến năm 1948, UPU trở thành một trong những tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc với sự tham gia của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc. Hội đồng khai thác bưu chính POC mà Việt Nam vừa trúng cử được coi là bộ não của UPU, nơi hoạch định ra các chính sách, tiêu chuẩn để ngành bưu chính được vận hành không chỉ ở mỗi quốc gia mà trên toàn cầu. Một cái sự khẳng định cho cái việc nhất quán và triển khai các cái đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước chúng ta trong hội nhập quốc tế và đẩy mạnh đối ngoại đa phương. Và khi chúng ta ứng cử và chúng ta trúng cử vào vị trí của thành viên Hội đồng Khai thác UPU là một cái minh chứng rất là rõ ràng cho quyết tâm bằng hành động cụ thể của Bộ Thông tin Truyền thông khi mà chúng ta thực hiện các cái chủ trương đó của Đảng và Nhà nước trong các tổ chức quốc tế. Việc Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng Khai thác Bưu chính UPU ấy, cho thấy cái sự tin tưởng và tín nhiệm của quốc tế đối với Việt Nam nói chung cũng như là đối với bưu chính Việt Nam nói riêng. Và cái sự tin tưởng và tín nhiệm này nó cũng thể hiện là gì? Cái sự đánh giá cao của các nước, của quốc tế đối với cái vị thế của Việt Nam, đối với sự đổi mới và phát triển của bưu chính Việt Nam và đánh giá cao cái sự tăng trưởng của bưu chính chỉ định nước nhà
mà cụ thể ở đây là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Và chúng ta đã có những cái thành công và chúng ta đã có những cái mối quan hệ phát triển với các cái nước bưu chính chỉ định khác, và chúng ta đã có nhiều những kết quả để các bạn ghi nhận và ủng hộ chúng ta ở vị trí này. Bưu chính là một ngành quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu, nhằm bảo đảm sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, cũng như các nước đang phát triển nền kinh tế số, việc luân chuyển, lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ càng trở nên quan trọng, bảo đảm cho nền kinh tế được vận hành trơn tru. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để mà tăng cường cái vị thế của bưu chính Việt Nam. Và chúng ta sẽ được tham gia sâu hơn vào cái tiến trình xây dựng chính sách, có tiếng nói và có những cái đóng góp rất là cụ thể trong cái tiến trình này. Và qua đó là chúng ta cũng sẽ là bảo vệ các cái quyền lợi của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, mở ra nhiều những cái cơ hội để hợp tác. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam không thể cử đoàn sang bờ biển Nga tranh cử. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai các nội dung vận động tranh cử, còn Bộ Ngoại giao trực tiếp vận động đối ngoại, phát huy vai trò của cơ quan đại diện, cử phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, trực tiếp tham gia vận động tranh cử. Thành quả này là một biểu tượng của sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ ngành trong việc triển khai công tác hội nhập quốc tế thành công. Tin vui nối tiếp, tại phiên họp chủ bị, POC với sự tham dự của 48 nước thành viên đã nhất trí bầu Việt Nam và Ấn Độ là đồng chủ tịch của Ủy ban 4 về dịch vụ tài chính bưu chính, lĩnh vực được coi là có tiềm năng phát triển lớn ở Việt Nam và trên thế giới trong giai đoạn tới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.